Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Dũng Doanh. Hôm nay Dũng Doanh sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Đó là nồi khuấy và cô đặc dược liệu 350 lít. Nồi này thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304. Có lớp inox trong cùng dày 1,2 ly, lớp ở ngoài dày 1 ly. Và cái lớp xốp bảo ôn giữ nhiệt này dày 5 cm. Nồi này thì có đường kính là 80 cm. Chiều sâu lòng nồi là 70 cm. Tổng dung tích là 350 lít. Đổ tràn mặt. Nồi này công suất điện của nó là 9 kW điện, chạy điện dân dụng 220V hoặc là điện 3 pha 380V, tùy vào cái nhu cầu của khách hàng. Có thể đặt làm bên Dũng Doanh. Như ở đây thì khách đặt điện 3 pha có công suất là 9 kW, chia thành 3 mesh so. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nó cũng giống với những cái mẫu nồi trước nay Dũng Doanh cho ra thị trường. Với công suất điện chia thành 3 như thế này là mỗi cái là 3 kW. Khi các bạn đun thì các bạn bật cả 3 thanh lên. Bật cả 3 lên đến mức 300 độ. Sau đó nếu như mà các bạn cô đặc thì các bạn tắt đỡ hai thanh hoặc là tắt đỡ một thanh đi thì tùy chỉnh của các bạn, rất là tiện. Còn đây là bên trong, đây là motor tay khuấy. Motor tay khuấy này thì là motor tay khuấy hàng Nhật bãi. Khi mà các bạn dùng thì các bạn cắm điện vào motor thôi. Điện này thì chạy điện dân dụng 220. Và cái motor này thì công suất là 750W. Nếu như ở trong miền Nam thì người ta gọi là một ngựa đấy ạ. Và ở dưới này thì có một cái khớp nối. Khớp nối này thì được làm được tiện, trục rất là tiện lợi. Khi các bạn tháo trục ra cũng rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần đẩy cái chốt này ra thôi là có thể đẩy được. Và khi các bạn lắp vào thì các bạn cũng khớp cái chốt này và đẩy cái này xuống. Nó sẽ không bao giờ bị trôi của cái tay khuấy này ra nữa. Đây là phần ống thăm dầu. Nồi này thì đổ khoảng 50 lít dầu. Dầu là dầu ăn sạch vào. Nên ra cái lân hoặc là các cái loại dầu sạch chưa qua sử dụng. Đây là các cái vạch chia dầu trên cái nồi này. Và đối với lại mỗi cái vạch này thì nó sẽ có các cái ý nghĩa khác nhau. Càng lên cái đầu của cái ống thăm dầu này thì nó là càng cao. Ví dụ như các bạn đổ mức đây là cao nhất, còn ở dưới này là thấp nhất. Khi mà các bạn đổ thì các bạn đổ lên cái vạch thứ hai tính từ trên xuống thôi. Và như mình vừa nói thì cái tổng dung tích của cái dầu nó khoảng rơi vào 50 lít. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần bảo ôn giữ nhiệt rất là dày. Nó dày khoảng 5 cm, cho cái hiệu suất đun nấu nhanh và cho cái hiệu quả bọc bảo ôn giữ nhiệt rất là lâu. Các cái phần thành phần tay khuấy rồi bệ giá đỡ tay khuấy này cũng nằm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái hai cái chốt. Khi mà các bạn dùng tay khuấy thì các bạn có thể chốt vào. Ở đây thì có một cái que chốt như này để khi mà các bạn đảm bảo an toàn cho cái giá này nó sẽ không bị lung lay hoặc là nó bật ra khỏi cái thành của cái nồi này. Ở đây có cả các cái chốt để cho nó không bị xê dịch nữa, rất là chắc chắn. Hai bên đều có hai cái tay chốt như này. Phần chân cũng được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304 hết các bạn nhá. Và cái chân này rất là lớn để cho các bạn di chuyển hoặc là đựng đồ nhiều, bởi vì cái dung tích 350 lít nó tương đương với lại 350 kg cộng với lại 50 lít dầu nữa, nó vào 400 cân trên cái nồi này rồi. Và trọng lượng của cái nồi này nó khoảng hơn 1 tạ, tức là hơn 100 kg. Đây là nguồn của nồi, nguồn nồi thì sử dụng dây 3x4 điện 3 pha. Còn đây chính là cái van xả. Van xả thì cũng giống như các cái mẫu Dũng Doanh cho ra thị trường rồi. Nó là cái van xả 2 inch, rất là lớn. Về cái đường kính thì nó khoảng rơi vào 5 cm của Việt Nam.
Và mình cũng đã hàn cái cút quạt như này. Thì các bạn xả nước nóng hoặc là các cái sản phẩm qua đây nó sẽ không bị bắn tung tóe ra bên ngoài làm bỏng người sử dụng. Rất là an toàn. Nồi này thì có hai cái nắp. Cái nắp một nửa này thì khi các bạn quay cái tay khuấy này thì các bạn lắp lên và để cho khỏi bị bụi bẩn vào. Rất là tiện lợi, và khi các bạn muốn xem cái sản phẩm của mình đã được chưa, các bạn có thể mở cái nắp này ra cũng rất là dễ. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái nắp liền nữa. Nắp liền thì khi các bạn tháo cái phần tay khuấy này ra thì các bạn có thể dùng cái nắp đấy để đun nấu. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dung Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985322325 hoặc số điện thoại 0934439112. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.